Sao Giang, xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, sau nhiều ngày vắng bóng anh Bành hay chị Bành Hiền á thì khá là buồn luôn các bạn. Ngày hôm nay mình quyết định cho ông bả nghỉ việc để mình sẽ tuyển thêm nhân viên mới các bạn. Hôm nay mình sẽ tuyển với cái quy mô là nhiều hơn, rộng rãi hơn, cho ông bả nghỉ việc luôn nha các bạn. Thì ngày hôm nay ở đâu rồi ta? Nhân viên mình đâu hết rồi? Mình sẽ show hàng cho các bạn xem nha. Đâu rồi? Đâu hết trơn rồi? Ủa đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Ủa đi đâu vậy? Trời đất ơi trời, nhân viên mới tuyển gì? Kì vậy? Né quăng bên. Đâu rồi nhân viên tiếp theo? Mày lẻ lên coi sao mày chậm chạp quá vậy? Mày đi lại tới đây mày cười mày nhe răng vậy thôi hả? Cái thằng này mày bệnh à? Né quăng bên mày. Đâu rồi? Trời đất ơi, mày tưởng bây giờ mày ốm mày vô mày xin việc lại hả mày? Trời, đó tao nhớ mày mập quá tao đuổi việc, bây giờ mày ốm mày nhờ mày xin vô việc là tưởng tao cho mày hả đi ra mày tao đuổi việc mày tiếp nè mày. Đi. Đây. Đây. Mày bị cấm hết trơn, nhân viên gì mà bị cấm hết trơn rồi chạy. Đâu rồi? Nhân viên mới rồi. Trời đất ơi, thêm thằng cấm nữa rồi. Vậy em. Đỡ đâu rồi ta, còn nhân viên nữa không ta? Ngày đầu tiên mà mình tuyển nhân viên mà sót nhân viên bị cấm nhiều quá các bạn. Nhưng mà còn sót lại là anh hai với chị Bành Hiền, sao bữa nay ông bả cũng lọt vô đây ta? Hay là quan mán nha. Hi. Lại là mình đây nè các bạn ơi. Sau nàng ngày hôm nay thì đây nguyên một động luôn nè các bạn. Mình mới thu thập về nha. Hôm nay mình thành lập tem mới nha. Không biết cái tem này duy trì được mấy ngày nữa các bạn ơi. Ngày hôm nay ăn mừng mình mới thành lập tem. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái món gì đó ngon ngon để dành tặng đến tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình đã có chuẩn bị làm rất là nhiều đồ ăn luôn các bạn ơi. 5 ổ mì nha. Mình sẽ nướng muối ớt nha các bạn. Hôm nay mình sẽ làm ổ lộn bánh mì nướng sa tế 7 người lận 5 ổ nhiều ghê luôn. Ăn nhỏ nha, nào bự được ăn nào nhỏ không thì thôi. Thì thôi bây giờ mấy anh em mình sẽ bắt tay vào làm nha các bạn. Và nếu các bạn nào thích clip ngày hôm nay mình hay, nhớ để lại một like và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho cả team mình để duy trì dài lâu nha các bạn. Và bây giờ đi làm thôi. Ở đây mình chuẩn bị nguyên liệu nè các bạn ơi. Đây là 40 trứng cút nha. Mấy nhân viên mình nó ghĩa hồi nãy giờ mấy trứng rồi. Còn đây là xúc xích nè các bạn. Đây chuẩn bị là 10 cây khô gà, khô bò, nốt sốt sa tế. Và đặc biệt không thể thiếu đó chính là 5 món mì. Mình sẽ chia đều cho 7 người nha các bạn ơi. Đứa nào mà chậm ăn thì không có nha. Tại vì ngày hôm nay thì 5 ổ mình đang làm thử thách nha. Thử thách cho tay mới của mình nha các bạn. Để xem 7 người mà chia 5 ổ mì nó đều như thế nào nha. Tao nhớ là tao chưa có đuổi việc mày mà. Sao mày buồn vậy? Bà sữa ơi. Bà sữa. Sao buồn vậy? Để thử thách nhân viên ngày hôm nay của mình nó có nhiệt tình hay không thì bây giờ mình sẽ giao nhiệm vụ cho từng người làm luôn nha các bạn. Tiên thì anh Bành hai gương mặt thương hiệu sẽ đốt lửa than nha các bạn. Trong con nam thanh niên kia làm gì vậy? Mày đi dạo hả mày? Và đây là một bầy ếch nha các bạn. Có 5 ổ bánh mì mà tập trung dữ ha. Thì chia như thế nào trong khi đó 7 người mà 5 người ở đây bu dành bánh mì trước rồi hả ta? Chị này sẽ có nhiệm vụ là tét xúc xích ra. Ê, tao thấy là tao đuổi việc mày đó. Mất mát. Chưa gì hết mới tuyển nhân viên mà thấy mất thất thu rồi. Thôi chừng nào lỗi thằng này nè, lỗi thằng này đầu tiên nè. Cái anh nam thanh niên này anh làm gì đây? Ngồi chờ ăn. Còn thằng này làm gì? Này sao làm mình thinh, không làm thinh sao vậy? Sao làm thinh vậy? Còn cái thằng này mày chỉ biết cười thôi à. Lấy xúc xích đi nào. Đó, tất cả mọi người đều lột ra. Ê, cái anh rồi. Này ê, móc một cây rồi tao đấm cho ẩy chị á. Lột ra. Trời ơi, phía bên trong như thế nào? Wow, chị Hiền thật là khéo léo. Wow, đừng có nuốt nước miếng chứ. Trời ơi, tôi thấy lột. Trời ơi, chị Hiền ơi, coi mất cái phần nào không? À, nó ghê quá. Lội thôi, tôi lội anh này rồi đó nha. Ê, đừng ai lấy găng cắn nha. Ê, cắm lấy găng nha.
Tao không có móng tay bắt đi lột lấy khổ ghê. Để lên. Hụ, hụ cái coi. Cái anh này anh lột cẩn thận nha, chứ mất phần nào tôi trừ luôn à. Gút thì hãy đưa bò sữa. À, trong đây là mấy cây rồi? Không có mới có 5 cây hà. Anh này lột tôi nghi ngờ quá à. Dạ, em xong gì đầu tiên. Đây cái giúp xích cho có cái vô gan. Trời đất ơi, đâu? Không có nè, bị cấn nè. À, bị cấn à. Bây giờ chị Hiền sẽ xắt xúc xích ra. Xắt mỏng mỏng thôi. Ủa, hello, tao nhớ tao đuổi việc mày rồi mà. Bao sữa rồi còn, lại xin việc nữa kìa. Xúc xích, có xúc xích, có xúc xích. Có xúc xích thì nên xin việc. Thôi chép chép kìa. Thôi đừng có nịnh. Không có cho đâu. Đi đi. Ăn dạ rồi. Bao sữa ăn dạ rồi. À, sắc đều đều nha, sắc mỏng mỏng rồi, nhiều quá hao. Để mỏng thêm phải không? À. Sắc nữa. Sắc chừng nào mà miếng xúc xích từ bên đây thấy bên kia luôn á. Nó mấy ngày hết luôn rồi nè. Ôi, cái dấu găng của ai vậy? Ta? Ai vậy ta? Anh em được không? Wow, có 4 anh em đang hội tụ, đó, đầy đủ quá ta. Wow, giống nhau quá trời. Ai hút đi mà. Sinh đôi của bà cụ đây, anh em sinh đôi, anh hãy phát biểu đôi lời, kêu ống ống coi. Bà sữa, bà cụ sợ anh hai rồi. Có anh em sinh đôi kìa, sao không nhận diện ôm nhau cái coi, ôm nhau thắm thiết tình cảm coi, lâu ngày mới gặp lại nè. Trời đất ơi, nam giả luôn bà sữa. Đất ơi, trời ơi, coi kìa, ngồi như thế này ngồi lúc nhúc coi kìa. Không ngồi xuống. Và hiện tại là ở đây mình có thu thập được 1 con chó, 2 con chó, 3. Ngồi thì bây giờ mọi người đang nhìn thấy chị Hiền sắc xúc xích cho nên tập trung rất là đông luôn các bạn ơi. Tên Cúc chạy em đôi không? Đây nè, ngồi xuống. Mày sao mày lộn xộn quá. Ngồi xuống. Wow, bò sữa vui kìa, có người massage cho kìa. Wow, đã thấy nhân viên này được á, phê phê phê. Hơi cọc nha. Nóng rồi nha. Thôi ngồi còn miếng nguyên đám chứ đứa nào được ăn hết mình. Trời ơi, coi kìa bao nhiêu ánh mắt. Một, hai, ba bắt tàn nào bắt trước. Nào bắt trước đi nghe, một, hai, ba. Bà cụ lên thôi. Bắt chặn rồi đây. Một, hai, ba. Bà sữa nhé, mà bắt nãy giờ nhiều bọn cho ăn đi. Bắt tay ghê chưa. Bắt nhẹ nhàng chứ ai vậy. Đi nè, nằm đây nè. Chán à. Bắt tay. Thôi nè. Thôi cho nhanh đi. Đây chị Hiền sẽ lấy bánh mì bỏ lên thớt. Trời. Ép nó xuống. Cho bánh mì nó dẹp nha các bạn. Ta. Chị này không có biết ăn bánh mì rồi. Không có biết cái bánh này rồi đó. Nãy giờ tưởng nó trẻ nha. Thôi, bánh mì nướng muối ốc là phải làm dẹp như thế này. Lên đầu. Bánh mì đâu? Nước sốt. Nước sốt đây. Bánh mì. Cầm, cầm. Để nó đi. Lấy bánh mì, bỏ lên lửa. Lấy miếng đồ phết. Ủa phết liền hả? Chết rồi, chị này không có kinh nghiệm rồi các bạn không ơi. Ăn cái món này luôn đi đi. Phết phết nào. Còn sao? Phết lên, phết lên. Đúng không? Trời ơi, đúng rồi. Nghề ta mới xin việc làm mà phải chỉ chứ. Hướng dẫn từ từ nè. Chuyển nhân viên mới. Chuyển nhân viên mới là có món mới liền. Bà này nhà quê quá, không biết cái món này các bạn ơi. Làm việc bấy bao lâu nay nó đâu có tiến triển. Trời đất ơi, anh tính sản xuất bánh lọt cái gì mà anh hít hít hoài vậy. Ơi. Nước sốt này bà chủ làm cho thiếu quá. À, đổ, tôi đã tính toán rồi. Rồi, có keo, tét keo lại. Rồi vậy là ba đứa ăn trước. Quá thơm, quá thơm. Lật anh hai, để lên.
Chưa sao. Quá trời rồi. Xong luôn. Bởi vậy mình đuổi về Kha anh ta là đúng rồi. Rồi. Trở vô này đi. Nhìn đây sếp hướng dẫn nè. Chị Bành Hiền là đổ việc hồi nãy rồi đó. Nướng thì khét à. Trời ơi, bây giờ mình sẽ cắt ra. Đó. Chắc là không giòn đâu. Ừ, cắt như vậy không ta? Làm gì vậy anh trai? Đó. Không, hình như là sai cách rồi. Trời ơi. Rồi bà chủ này đuổi luôn. Anh thấy tôi làm chưa? Không có mù. Chứ không lẽ nghỉ trời. Tôi rọc hổng mày à. Khúc này đã được ghi âm. Ôi trời. Nam thanh niên ngồi nướng khô nè. Dớt giết. Nướng khô để làm gì vậy? Cho bò cụng ăn. Ôi tụi bay sướng. Ôi nằm kìa, nằm chờ đợi khô nè. Wow. Gương mặt nằm chờ đợi những con khô. Nhắm mắt lại. Ngủ đi. Anh định làm gì tươi? Ủa nướng khô mà sao kêu ăn xúc xích? Kì vậy? Nằm xuống đi con. Nằm xuống. Kéo sợi luôn. Hay gắt khô gà nha. Chị Hiền đang đảm nhận cái nhiệm vụ này. Khô gà mùi lạ lạ. Khô gà lá chanh mà. Tiếp theo sẽ là khô bò. Wow. Cứ lên luôn. Xúc xích. Wow. Ồ, nó chảy nước miếng dài hết rồi kìa. Tội nghiệp không? Đáng thương quá. Nó nuốt nước miếng ực ực luôn. Trời ơi, thứ nào chịu nổi. Tàn sát rồi. Trời đất ơi. Chờ đợi nãy giờ tương ớt rồi nè mấy đứa. Tịch thu dễ mới được. Để tình cho miếng ăn chơi. Trời ơi mayonnaise nữa ăn cũng bài bản quá ha. Rồi tịch thu luôn. Trời đất ơi anh nói tịch thu chơi tương ớt. Trời ơi trời. Nhân viên này quá trời quen quá. Cơ hội tới rồi. Thôi bây giờ cho xúc ớt lộn trứng cút lên. Đợt này không được để dư nha chị Hiền. Ok. Em đã mua cái số lượng nhiều lắm á, không được để dư. Không dư phải không? Đúng. Muốn không dư là không dư. Chắc là không. Chia đều này nha. Chắc là không còn nữa mấy đứa à. Nó bị. Trời ơi được nửa chai luôn á Bi. Tiếp tục. Bị bón. Rồi được rồi. Quảng.
Trời đất ơi, nó thèm ăn như vậy luôn sao? Trời đất ơi. Tỉnh anh cha, tỉnh. Hết phê giống như phê đá. Và các bạn ơi, cuối cùng thì món bánh mì nướng sa tế cũng đã xong rồi. Bây giờ xin mời những cái máy xúc 2-3 chỉ vô. Ăn đi. Mời các bạn hấp đi nha. Đây, mời các bạn. Mời các bạn. Wow. Ăn đi nào. Mẹ ăn sao ta? Wow. Ngon không? Ngon không? Vậy lạ. Ngon không anh trai? Wow. Trời ơi, ngon quá quá trời ngon luôn. Được không anh trai? Cũng wow. Được. Ôi, tới giờ ăn, anh đã phát biểu được rồi. Mừng quá, anh không bị căng. Phát biểu được chưa? Trời ơi. Ủa, tới ăn cái hết cam liền. Ngon không anh trai? Được. Trời ơi. Ủa, trời ơi, tới ăn cái biết nói liền ta. Khai khẩu liền. Mấy mẹ đồng hành với mình biết nói. Trời ơi. Nè, hãy bạo đi những cái máy xúc. Quá trời cái mâm này rồi các bạn ơi. Cay hả? Ồ. Ê, ai khác uống đi. Gót nước đi. Trời, tưởng đâu mừng nó uống chứ. Khát nước dữ lắm rồi nè. Rồi, một ly đó, bốn người đó. Nhìn đi mày. Đây, cho bên đây nữa. Trời, nước mà nó cũng dành nữa. Lâu lâu ngày mới được uống. Chia nha mày. Cho. Nóng hết luôn. Trời ơi. Vì quá đáng ăn cho nó rồi. Ai út mà. Trời ơi, quá nè. Trời cay rồi. Đó, ăn đi rồi hả, uống nữa. Này giống bia vậy. Để em. Để rồi uống nữa. Đây. Wow. Quá ngon rồi các bạn ơi. Những cái máy bào này rồi ăn giống bị xa quá ha. Mẹ nội biết ăn hơn. Anh nói kìa, ăn đúng theo phong cách luôn kìa. Mẹ ăn topping đi cũng no hơn bánh mì. Trời ơi, khôn như mày dưới quê tao đại nha. Cắn lưỡi à. Đó. Thôi ăn pizza đi mà. Đây, mời các bạn ăn miếng bánh mì pizza. Của 7 cái nĩa lần mà. Có cần 2 cây. Ai út mà. Thôi ăn theo phong cách pizza đi. Ăn pizza. Đây, mời các bạn nha. Chúng ta hãy mời các bạn một lần đi cho lớn đi rồi nghỉ luôn. Nè, cầm lên nào, mời một lần cho lớn cái nào. 1, 2, 3. Mời các bạn. Rồi ăn đi nào. Hơi đắng nha. Bỏ đi mấy chỗ khác bỏ đi. Không nhưng mà ngon quá. Cũng giòn. Chỉ có cách này mình chia mấy đồng đều 5 mổ đối với 7 người ăn các bạn. Mình phải cắt ra. Con bé này có bộ khóa món này dữ rồi ta. Nè cho đồng đội bên kia nè. Ngon không anh trai? Ngon không? Anh nói luôn nữa. Giá cầm nữa rồi. Để cầm, cầm được. Ngon không? Ừ, ăn đi. Ăn cái đó vàng mà. Không? Vàng. Né chỗ đó kìa. Cay rồi. Hết mi rồi. Nhưng mà này không cay là ăn không ngon. Với lại miếng xào cây thì nữa giữ không? Mấy cái khô á. Khô cối hả? Khô bò á. Khô gà. Siêu cay luôn các bạn ơi. Vừa cay của sa tế à. Vừa cay của khô gà, khô bò à. Cay chị lắm rồi đó chị. Ấy phá còn miếng xúc xích nữa. Hấp lại đi, còn dư tiếp. Ngon nha. Nè, ngon không? Những
cái máy tuốt. Wow. Một tay ăn một tay uống luôn dữ dằn. Quá lạ. Coi kìa. Này hơi cháy rồi, cho bà cậu mà. Lạ ha anh. Mới ăn. Công nhận mình quê ghê. Mình không biết chứ ăn. Hai ông bà này quê ở đây ai cũng ăn rồi mình chưa biết ăn. Món này là món ăn lề đường khi mà đi học luôn á. Ôi thôi mình học không có món này mình không biết. Thôi mình học đâu có. Thôi nên ổng bả đi học là toàn là ăn mía với lại chuối nướng không à. Kéo kéo mà còn cây kéo kéo mà. Ôi. Ồ. Em đi học toàn ăn cây không gì. Trời ơi, con bé này công nhận quá phê. Wow. Ôi, con bé này điên rồi chứ cái tít cửa không à. Để ghế. Cái nghĩ tới cuốn họng trên đi. Ngồi giật nó dễ hơn cái luôn. Cái chết trước rồi trả lại miếng nè. Ngay lỡ gớt. Trời, kinh khủng khiếp quá rồi. Nè. Đây coi chừng nó nghe. Sống được năm viên. Biết sao mà cà chủ tuyển đông nhân viên rồi. Cây miếng kìa. Cái cây này nhọn, không giỏn được. Nãy giờ chưa ăn miếng thuốc tức nào chưa. Chứ rồi gì, mình hay chứ mình. Con cá kia kìa, con cá chủng bu kìa. Ê da. Phải cá trắng kìa. Dạ. Cho em bé nè. Áo. Mạnh dữ. Đất ơi. Thế chơi trời. Trời ơi trời. Trời ơi cái bà ơi. Trời ơi, gì trời bà. Ăn luôn hả? Ăn luôn hả bà? Trời ơi. Chê vậy em nội. Trời ơi, quá sức cái đội ăn này rồi các bạn ơi. Ai hút đi mà. Trời ơi, xong rồi, xong luôn. Thì cuối cùng thì mấy anh em mình cũng đã bào hết trơn rồi. Ngày hôm nay thì ngày nhân ngày mình mới thành lập team thì mình quất một bữa rất là thịnh soạn. Nay về nhân viên mình ăn tới nỗi mà nuốt cái bàn luôn các bạn. Không biết là cái team mình duy trì được bao lâu nữa, nhưng mà được phút giây nào thì hay phút giây đấy nha các bạn. Ôi nhân viên mình giàu quá các bạn ơi. Trời quá. Trời giả thôi. Biết sao không? Để dành ăn từ từ. Nào đi chê hả? Bẻ ăn mắt. Thôi nào thôi nào. Trời ơi bình tĩnh. Thì các bạn ơi, chắc mình sẽ xin kết thúc video tại đây. Nếu các bạn nào thấy clip ngày hôm nay mình hay và thú vị, muốn mình làm những cái video như thế này với team mình mới thành lập ra, thì các bạn nhớ để lại một like và nhớ vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho cả team mình nha các bạn. Và bây giờ, bye bye.